Nga lại phá tan trại lính đánh thuê NATO. Quý khán thính giả thân mến, bản tin bình luận ngày hôm nay gồm có các thông tin đáng chú ý sau đây. Nga lại phá tan trại lính đánh thuê NATO. Ukraine lo ngại việc Nga phát triển tên lửa Iskander 1000. Những tín hiệu đáng kinh ngạc cho thấy Moscow và Kiev có thể đang tiến gần hơn đến hòa bình. Iran nhận thêm cú tát, tuyên bố tấn công trực tiếp vào Israel. Sau đây, mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết của bản tin. Nga tiếp tục phá hủy doanh trại lính đánh thuê NATO. Ngày 31 tháng 7, Ukraine báo cáo rằng 89 máy bay không người lái Zeranium đã tham gia vào cuộc tấn công vào lãnh thổ nước này. Tất cả đều được cho là đã bị bắn hạ, trong đó có một tên lửa X-59. Tuy nhiên, theo một số thông tin từ hiện trường lại trái ngược với những dữ liệu này. Điều phối viên của lực lượng ngầm Nga tại Ukraine, ông Sergei Lebedev, nói với RIA Novosti rằng ở khu vực Kharkov, một tên lửa đạn đạo đã phá hủy doanh trại nơi các chiến binh của nhóm khủng bố Kraken và lính đánh thuê nước ngoài trú ẩn. Lebedev làm rõ rằng, vào lúc 4 giờ 45 phút tại Chuguev, vùng Kharkov, một đòn đã giáng vào vị trí của nhóm quân Kraken, theo báo cáo của lính đánh thuê nước ngoài. Ngoài ra, đại diện lực lượng ngầm cho biết thêm, tại khu vực Kiev, gần sân bay Borispil, một cuộc tấn công của quân đội Nga đã phá hủy một căn cứ của lính đánh thuê nước ngoài khác. Theo ông Sergei Lebedev, vào lúc 2 giờ 13 phút tại Borispil, điểm tạm trú cho lính đánh thuê nước ngoài gần sân bay đã bị tấn công. Số lượng lính đánh thuê và lực lượng Ukraine thiệt mạng vẫn chưa được công bố. Tuy nhiên, theo đại diện của lực lượng ngầm, hàng chục xe cứu thương và xe tải quân đội vẫn đang hướng tới các đối tượng bị ảnh hưởng. Theo chuyên gia quân sự Alexander Ivanovsky cho biết, việc di chuyển của xe tải qua biên giới Ba Lan là điều đáng chú ý. Sau các cuộc tấn công của Nga vào lính đánh thuê và chuyên gia NATO, lưu lượng phương tiện tăng lên đáng kể. Ukraine lo ngại việc Nga phát triển tên lửa Iskander 1000. Tên lửa đạn đạo Iskander của Nga vốn đặt ra những thách thức đáng kể cho lực lượng vũ trang Ukraine kể từ khi xung đột Nga-Ukraine bắt đầu và sẽ trở nên nguy hiểm hơn với hệ thống dẫn đường được nâng cấp và tầm bắn được cải thiện. Theo các blogger quân sự Nga và các phương tiện truyền thông Ukraine, tên lửa dự kiến được cải tiến có tên là Iskander 1000 với tầm bắn 1000 km. Các báo cáo lan truyền trực tuyến cho biết tên lửa này ban đầu được công bố vào tháng 5 năm 2024 thông qua một video kỷ niệm 78 năm ngày thành lập bãi thử tên lửa Kapustinya. Được biết, 9K720 Iskander là hệ thống tên lửa đạn đạo tầm ngắn di động được triển khai rộng rãi trong cuộc chiến tranh Ukraine đang diễn ra. Trong đó, 9K720 Iskander-M, chiến thuật có tầm bắn từ 150 đến 500 km. Tên lửa Iskander di chuyển theo quỹ đạo bán đạn đạo, giống như tên lửa hành trình đang bay trong khi tốc độ vượt quá Mach 4. Điều này làm phức tạp thêm các nỗ lực đánh chặn của các hệ thống phòng không Ukraine. Theo giới chuyên gia, tên lửa 9K720 Iskander-M đã đặt ra những thách thức đáng kể cho lực lượng Ukraine trong thời gian qua. Do đó, một biến thể tầm xa 1.000 km của tên lửa này sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng, thậm chí còn lớn hơn. Theo thông tin được hãng truyền thông Ukraine Defense Express công bố, tên lửa này có khả năng có hệ số lệch khoảng 5 mét so với mục tiêu. Báo cáo cũng lưu ý rằng, đầu đạn được nâng cấp có thể sẽ sử dụng hệ thống dẫn đường quán tính tự động, có khả năng hiệu chỉnh định vị vệ tinh và có thể dẫn đường bằng radar dựa trên bản đồ địa hình ở khu vực mục tiêu trong giai đoạn cuối của chuyến bay. Các nguồn tin cũng cho biết, tên lửa Iskander 1000 có thể được bắn bằng bệ phóng Iskander và có cấu trúc tương tự với tên lửa đạn đạo 9M723 của hệ thống tên lửa chiến thuật Iskander. Tuy nhiên, mức độ tương đồng của nó với các biến thể Iskander trước đây và trọng lượng của Iskander 1000 vẫn chưa được biết. Sự phát triển này diễn ra sau các báo cáo từ nhiều tháng trước cho biết Nga đang cải tiến tên lửa Iskander và Kizon để có tầm bắn xa hơn, đầu đạn mạnh hơn, khả năng tránh phòng không tốt hơn và thậm chí là các tính năng liên lạc thông minh hơn hoặc tiên tiến hơn, cho phép chúng phối hợp trong các vụ phóng loạt hàng loạt. Vào thời điểm đó, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã đề xuất cải thiện đặc điểm hiệu suất của tên lửa trong chuyến thăm Cục Thiết kế Kỹ thuật Cơ khí tại Kolomna. Ông Shoigu cho biết, các hệ thống tên lửa Iskander và Kizon cần được sửa đổi, có tính đến kinh nghiệm sử dụng của chúng tại chiến trường Ukraine. Theo các chuyên gia, Iskander 1000 không chỉ tăng cường đáng kể sức mạnh quân sự của Nga, mà còn tiềm ẩn mối đe dọa nghiêm trọng đối với các quốc gia NATO. Thông tin về sự phát triển của loại tên lửa này xuất hiện trong bối cảnh cả Hoa Kỳ và Nga đều đã rút khỏi Hiệp ước Lực lượng Hạt nhân Tầm trung INF. Việc rút lui này đã mở đường cho cả hai bên tăng cường tầm bắn của tên lửa vượt qua giới hạn 500 km trước đây. Đáng chú ý hơn, các báo cáo xuất hiện sau thông báo của Hoa Kỳ vào tháng 7 về kế hoạch bắt đầu triển khai tên lửa tầm xa tới Đức. Đáp lại động thái này,
Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp phản chiếu để triển khai. Có tính đến các hành động của Hoa Kỳ, các vệ tinh của họ ở châu Âu và các khu vực khác trên thế giới. Một số blogger ủng hộ Ukraine đã bày tỏ lo ngại rằng Nga thực sự có thể đang nỗ lực tăng tầm bắn của các tên lửa đạn đạo mạnh nhất và đã được chứng minh khả năng chiến đấu của mình. Một số chuyên gia lưu ý rằng việc phát triển và triển khai bất kỳ loại tên lửa nào như vậy có thể trở thành mối đe dọa lớn đối với máy bay F-16 của Ukraine. Khi các báo cáo về quá trình phát triển Iskander-1000 lan truyền trên mạng xã hội, một số nhà quan sát quân sự cho biết tên lửa đạn đạo tầm xa này có thể sẽ cản trở hoạt động của máy bay chiến đấu F-16 được cho là đã bắt đầu được chuyển đến Ukraine. Nhà phân tích quân sự và là người theo dõi nhiệt thành các vấn đề quân sự của Nga, phi đội trưởng Vizender Kai Thaker đã nghỉ hưu cho biết, do mối đe dọa từ tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình của Nga, rất có thể các máy bay F-16 của NATO sẽ hoạt động từ các căn cứ không quân của Ukraine có hầm trú ẩn kiên cố ở miền Trung hoặc miền Tây Ukraine. Căn cứ không quân Starokonstantinov ở Menesky Oblast, nơi có các máy bay Su-24 được nâng cấp để phóng tên lửa Storm Shadow, cũng có thể đóng vai trò là căn cứ của F-16. Các lực lượng Nga đã nhiều lần tấn công căn cứ không quân này, nhưng nó vẫn tiếp tục được sử dụng. Ông còn suy đoán thêm rằng F-16 cũng có thể được đặt tại căn cứ không quân Dubno ở vùng Dnipro phía tây Ukraine. Sân bay Dubno là một cơ sở quân sự, có khả năng nó được sử dụng để vận chuyển vũ khí đến Ukraine bằng đường hàng không. Theo ông Vyacheslav K. Tucker, nó nằm ngoài tầm bắn của các tên lửa Nga như Iskander-M và Kinzhal. Tuy nhiên, sân bay Dubno sẽ nằm trong tầm bắn của Iskander-1000. Kể từ khi NATO chấp thuận chuyển giao F-16 cho Ukraine, Nga đã cảnh báo rằng máy bay này sẽ trở thành mục tiêu dễ dàng cho tên lửa của Nga và có thể sẽ bị tiêu diệt ngay cả trước khi cất cánh. Những tín hiệu đáng kinh ngạc cho thấy Moscow và Kiev có thể đang tiến gần hơn đến hòa bình. Ngày càng có nhiều dấu hiệu cho thấy Nga và Ukraine có thể tiến gần hơn tới một giải pháp hòa bình. Theo tờ báo The Western của Đức, ba tin tức gần đây đã thắp lên hy vọng rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đứng đầu chính quyền Kiev Volodymyr Zelensky có thể tìm được điểm chung trong những tháng tới. Sau hội nghị hòa bình ở Thụy Sĩ vào tháng 6 mà không có sự tham gia của Nga, giới quan sát cho rằng một điều đã trở nên rõ ràng: Đức và Liên minh châu Âu dường như không có vai trò quan trọng trong việc đạt được thỏa thuận ngừng bắn và hòa bình. Trái lại, ảnh hưởng của các siêu cường như Mỹ và Trung Quốc lại vô cùng lớn. Người dân Ukraine đã mệt mỏi với chiến tranh và đất nước đang phải đối mặt với nhiều khó khăn trong việc huy động và tuyển mộ binh lính mới. Trong bối cảnh đó, ông Zelensky, 46 tuổi, hiện có vẻ sẵn sàng đàm phán trực tiếp với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, ông Zelensky cho biết ông đã sẵn sàng đàm phán với các đại diện của Nga tại một hội nghị thượng đỉnh hòa bình mới. Ông nói, có phải Putin hay không không quan trọng. Trước đó, Zelensky đã loại trừ khả năng đàm phán với Putin bằng một sắc lệnh. Đáp lại, Điện Kremlin đã có phản ứng cởi mở bất ngờ. Phát ngôn viên Dmitry Peskov cho biết điều này chắc chắn tốt hơn so với những tuyên bố rằng mọi liên hệ với phía Nga và với nhà lãnh đạo Nga đều bị loại trừ. Ông nhấn mạnh rằng việc nói về đối thoại là tốt hơn so với việc đề cập đến ý định chiến đấu đến người Ukraine cuối cùng. Tia hy vọng thứ hai về một lệnh ngừng bắn ở Ukraine xuất hiện khi Trung Quốc gửi lời mời đến Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba. Dù trên danh nghĩa Trung Quốc giữ vị trí trung lập trong cuộc xung đột Ukraine, nhưng Bắc Kinh được cho là đã có một số hoạt động hỗ trợ Nga cũng như tận dụng cơ hội để kiếm lợi từ cuộc chiến. Tia hy vọng thứ ba đến từ khả năng ông Donald Trump có thể đưa Tổng thống Nga Putin vào bàn đàm phán. Hiện vẫn chưa rõ ai sẽ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024. Nhưng dù nhiều người không muốn thừa nhận, Tổng thống Trump vẫn có thể thúc đẩy tiến trình hòa bình. Giới quan sát cho rằng, phần lớn lợi ích của Nga sẽ được đảm bảo. Sau đại hội toàn quốc của Đảng Cộng Hòa, ông Zelensky và cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nói chuyện qua điện thoại. Các bài báo viết rằng, ông Trump tiếp tục khẳng định ông sẽ kết thúc cuộc chiến này khi trở lại Nhà Trắng. Những động thái trên đã mở ra một cửa sổ hy vọng mới cho hòa bình ở khu vực này. Sự mệt mỏi và tổn thất mà chiến tranh mang lại cho cả hai bên có thể trở thành động lực thúc đẩy các bên ngồi lại với nhau để tìm kiếm giải pháp hòa bình. Vai trò của các cường quốc như Mỹ và Trung Quốc cũng có thể trở thành yếu tố quan trọng trong việc đưa các bên xung đột đến bàn đàm phán. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều trở ngại và thách thức phải vượt qua trước khi một thỏa thuận hòa bình có thể được thực hiện. Iran nhận thêm cú tát, tuyên bố tấn công trực tiếp vào Israel. Rạng sáng ngày 31 tháng 7, thủ lĩnh Hamas, ông Hanijat thiệt mạng trong đòn tập kích bằng tên lửa nhằm vào khu nhà khách đặc biệt dành cho cựu chiến binh ở phía bắc thủ đô Tehran. Đây được coi là cái tát đau đớn mà Israel giáng xuống Iran. Nhưng chưa hết, theo thông tin từ tờ Times of Israel,
một cố vấn Iran cũng đã thiệt mạng trong vụ tấn công khác của quân đội Israel nhằm vào thủ đô Beirut của Liban. Vụ oanh kích của Israel đã khiến chỉ huy quân sự cấp cao của Hezbollah là Fuad Shukr thiệt mạng. Ngoài ra, nó cũng khiến cố vấn quân sự Iran Milad Bedi tử vong khi ông này đã có mặt tại tòa nhà nơi Israel nhắm mục tiêu vào Shukr. Điều này đã được hãng thông tấn chính thức Fars của chế độ Hồi giáo này thừa nhận. Theo đó, thi thể của vị cố vấn người Iran đã được nhận dạng cách đây vài giờ. Việc nhận thêm cú tát ở Liban khiến lãnh tụ tối cao Iran càng quyết tâm ra lệnh tấn công trực tiếp vào Israel. Trích dẫn lời ba quan chức Iran giấu tên được báo cáo về vấn đề này, bao gồm hai thành viên của lực lượng vệ binh cách mạng. The New York Times đưa tin rằng, lãnh tụ tối cao Khamenei đã ra chỉ thị tại một cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng An ninh Quốc gia tối cao được tổ chức ngay sau khi vụ ám sát Haniyeh được công bố vào sáng thứ Tư. Một quan chức tiết lộ rằng, ông ấy đã yêu cầu các chỉ huy quân đội và IRGC xây dựng kế hoạch tiến công, cũng như sẵn sàng phòng thủ trong trường hợp xung đột lan rộng và Mỹ, Israel công kích lãnh thổ Iran. Còn nhớ rằng chỉ vài giờ trước khi bị ám sát, Haniyeh đã hội kiến với Khamenei khi ông đang ở Tehran để dự lễ tuyên thệ nhậm chức của Tổng thống Iran mới Masoud Pezeshkian. Điều này khiến giáo chủ Khamenei càng nhấn mạnh rằng Iran coi mình phải có nghĩa vụ trả thù cho máu của Haniyeh khi ông ấy bị sát hại trên lãnh thổ Cộng hòa Hồi giáo Iran. Đáp lại, Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã cảnh báo vào tối thứ Tư rằng những ngày đầy thử thách đang ở phía trước đối với Israel khi nước này chuẩn bị cho các cuộc tấn công từ Iran và các lực lượng ủy nhiệm trong khu vực sau vụ ám sát chỉ huy quân sự hàng đầu của Hezbollah ở Beirut và nhà lãnh đạo chính trị của Hamas là Ismail Haniyeh. Phát biểu tại trụ sở của quân đội Tel Aviv sau cuộc họp nội các an ninh kéo dài 3 giờ, ông Netanyahu tuyên bố rằng Israel sẽ đòi một cái giá rất đắt cho bất kỳ hành động xâm lược nào chống lại chúng tôi. Có thể nói tình hình Trung Đông đang cực kỳ căng thẳng. Theo Reuters, cánh vũ trang của Hamas cho biết trong một tuyên bố rằng vụ giết Haniyeh sẽ đưa cuộc chiến lên một tầm cao mới và gây ra hậu quả lớn. Còn Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas đã tuyên bố ngày quốc tang vào thứ Tư để tưởng nhớ Haniyeh, đồng thời gọi vụ ám sát là hèn nhát. Truyền thông Israel thừa nhận lễ tang của thủ lĩnh Hamas đánh dấu khoảnh khắc hiếm hoi của sự đoàn kết của người Palestine trong bối cảnh chia rẽ và bất ổn về tương lai lãnh đạo Gaza sau chiến tranh. Điều nhiều người đang quan tâm là kịch bản nào sẽ tiếp diễn sau tuyên bố trả thù của lãnh tụ tối cao Iran. Ấn phẩm The Hill nhắc lại rằng, hơn 3 tháng trước, chỉ một ngày sau khi Israel giết chết chỉ huy quân sự cấp cao của nhóm chiến binh Hezbollah do Iran hậu thuẫn tại thủ đô Beirut của Liban, phía Iran cũng đã tung ra đòn trả thù. Khi đó Iran đã trực tiếp bắn hàng trăm tên lửa và máy bay không người lái vào Israel trong một cuộc tấn công chưa từng có, là một sự leo thang lớn trong cuộc xung đột lan rộng khắp Trung Đông. Theo The Hill, các chuyên gia nhận định rằng, hiện tại Tehran không có khả năng có đủ nguồn lực hoặc mong muốn thực hiện một cuộc tấn công lớn khác vào Israel như đã làm vào tháng 4. Thay vào đó, Iran có thể phản ứng thông qua các lực lượng ủy nhiệm của mình, như thúc đẩy Hezbollah tăng cường tấn công tên lửa vào Israel. Ngoài ra, những khả năng khác để Iran trả đũa bao gồm một cuộc tấn công một lần hoặc ám sát có chủ đích một quan chức Israel. Việc lãnh đạo Iran tuyên bố trả thù là đương nhiên khi họ được coi là bị Israel hạ nhục ngay chính thủ đô nước mình. Tuy nhiên, lựa chọn phản ứng trả thù ở mức độ nào là một việc cần cân nhắc với Tehran. Theo tờ báo New Arab, vụ tấn công đặt Iran vào thế tiến thoái lưỡng nan, là kiềm chế hay leo thang. Ngoài ra, vụ ám sát Haniyeh trên đất Iran là một thách thức đối với tân tổng thống Iran Masoud Pezeshkian. Ông đang muốn khẳng định ảnh hưởng của mình và có thể sẽ cố gắng tìm kiếm các con đường quốc tế để lên án Israel thông qua Liên Hiệp Quốc hơn là một phản ứng quyết liệt tấn công trực diện vào Israel khi vừa mới ngồi vào chiếc ghế tổng thống. Ông Trump tuyên bố sự tồn vong của Israel liên quan đến việc nước Mỹ bầu ai. Ứng cử viên của đảng Cộng hòa Donald Trump đã kêu gọi cho người Do Thái tại Mỹ bỏ phiếu cho ông trong cuộc bầu cử tháng 11, cảnh báo rằng nếu họ không làm như vậy, Israel có thể bị kẻ thù phá hủy. Theo AP, cựu tổng thống Hoa Kỳ và là ứng cử viên của đảng Cộng hòa cho cuộc bầu cử năm 2024 đã phát biểu tại một buổi gây quỹ vào Chủ nhật tại một thành phố ở New Jersey, nơi có đông đảo người Do Thái sinh sống. Ông tuyên bố rằng đảng Dân Chủ ghét Israel và phần lớn ghét người Do Thái. Ông Trump tuyên bố, chúng ta phải thắng cuộc bầu cử này. Chúng ta cần người Do Thái bỏ phiếu cho Trump. Nếu bạn không có người Do Thái bỏ phiếu cho đảng Cộng Hòa, bạn sẽ không có một Israel tồn tại lâu dài. Ứng cử viên tổng thống này cũng cam kết sẽ giúp Israel giành chiến thắng trong cuộc chiến chống lại Hamas nếu được bầu. Ông Trump nhắc lại tuyên bố của mình rằng cuộc tấn công của Hamas vào Israel vào ngày 7 tháng 10 gây ra cuộc chiến ở dải Gaza
sẽ không xảy ra nếu ông vẫn còn tại nhiệm. Theo các cuộc khảo sát của Trung tâm Nghiên cứu Pew, một nhóm nghiên cứu có trụ sở tại Washington, phần lớn người Do Thái ở Hoa Kỳ đã liên tục bỏ phiếu cho đảng Dân Chủ. Tuy nhiên, Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ do nhà nước tài trợ đã lưu ý vào tháng 5 này rằng ngày càng có nhiều người ủng hộ đảng Cộng Hòa trong các cuộc bầu cử gần đây. Pittsburgh Jewish Chronicle đã trích dẫn một cuộc khảo sát từ cử tri New York vào tháng 2 cho thấy 53% cử tri Do Thái có ý định bỏ phiếu cho Donald Trump vào tháng 11. Trong bài trả lời phỏng vấn WABC hồi đầu tuần này, ông Trump cáo buộc Phó Tổng thống Kamala Harris không thích người Do Thái. Theo ông, bà Harris trông không thoải mái khi gặp Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu vào tuần trước. Bà có thể thấy sự xa cách. Thứ nhất, bà ấy không thích Israel. Thứ hai, bà ấy không thích người Do Thái. Bạn biết điều đó, tôi biết điều đó và mọi người biết điều đó, ông Trump nói. Đáng nói là chồng của bà Harris, ông Doug Emhoff, lại là một người Do Thái. Mối quan hệ giữa chính quyền Biden và chính phủ Israel cũng trở nên tồi tệ trong những tháng gần đây, trong bối cảnh nhà nước Do Thái tấn công dải Gaza. Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã cảnh báo với lãnh đạo Israel về một cuộc tấn công toàn diện vào thành phố đông dân Rafah và cho biết đó sẽ là một ranh giới đỏ. Nếu Israel tiến vào Rafah, tôi sẽ không cung cấp vũ khí, ông Biden tuyên bố. Vào cuối tháng 4, chính quyền Biden đã tạm dừng một chuyến hàng đạn dược mà các quan chức dự kiến Israel sẽ sử dụng ở Rafah. Vào tháng 4, ông Trump đã chỉ trích cách Biden xử lý cuộc chiến giữa Israel và Hamas. Ông Trump nói rằng Biden đã hoàn toàn mất kiểm soát tình hình Israel. Bất kỳ người Do Thái nào bỏ phiếu cho đảng Dân Chủ hoặc bỏ phiếu cho Biden đều nên đi khám não, ông tuyên bố. Quý khán thính giả thân mến, bản tin bình luận hôm nay của chúng tôi đến đây xin tạm dừng. Nếu quý vị có các góc nhìn và quan điểm khác, xin hãy để lại lời nhắn bên dưới video và đừng quên đăng ký kênh để theo dõi các video tiếp theo quý vị nhé. Xin trân trọng cảm ơn quý vị đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.